Giới thiệu với các bạn, đây là cây việt quất mới ra hoa ra quả xong một đợt. Để cho cây chuẩn bị ra quả đợt tiếp theo thì Thanh hướng dẫn cho các bạn cách trồng và chăm sóc cây việt quất như sau. Bây giờ Thanh sẽ thay đất và bón phân cho cây việt quất. Chúng ta bỏ gốc cây việt quất ra. Đây là đất tôi đã chuẩn bị, bao gồm đất thịt và sơ dừa. Có thể thay sơ dừa bằng bùn cưa hoặc tro trấu và trộn thêm phân chuồng hoai mục. Tôi cho một lớp đất vào trong chậu. Sau đó tôi cho một nắm phân NPK có tỷ lệ P và K cao. Rắc một lớp vào trong chậu. Đây là tôi bón lót. Sau đó Thanh vùi một lớp đất trên phân. Việc vùi đất kín phân trước khi đặt cây vào sẽ giúp cho cây không bị chết, không bị sót rễ khi trồng. Sau đó tôi đặt cây vào trong chậu và phủ đất lên trên. Sau khi bón lót phân và thay đất cho cây việt quất xong thì tôi hàng ngày tưới ẩm cho cây. Cứ khoảng một tháng tôi lại bón thúc phân NPK có tỷ lệ P và K cao. Khi bón thúc phân NPK thì chúng ta đặt một núm phân NPK vào bên sườn của chậu cây. Ở sườn của chậu cây, phía sườn ngoài của chậu cây. Sau đó chúng ta hàng ngày tưới ẩm là được. Nếu các bạn đặt phân vào sát gốc cây thì cây sẽ bị chết. Sau khi bón lót phân và thay đất cho cây thì cây sẽ tiếp tục cho ra hoa, ra quả các cái đợt tiếp theo. Đây cũng là cây việt quất. Nếu các bạn chưa thay đất được cho cây thì các bạn có thể bón thúc phân NPK có tỷ lệ nân và kali cao và hàng ngày tưới ẩm cho cây thì cây cũng ra hoa ra quả thường xuyên. Khi bón thúc cho cây thì tôi lấy một nhúm phân NPK đặt vào sườn của chậu cây việt quất đặt phía bên ngoài, không đặt vào sát gốc, cây sẽ chết. Hàng ngày tưới ẩm cho cây là được. Như vậy Thanh đã giới thiệu cho các bạn cách chăm sóc cây việt quất để cây ra hoa, ra quả thường xuyên. Thanh xin chào tất cả các bạn. Đây là cây việt quất sau khi đã bón lót phân và thay đất cho cây. Còn đây là cây việt quất tôi không thay đất cho cây thì tôi bón thúc bằng phân NPK, đặt một nhúm phân NPK vào sườn bên ngoài của chậu cây, không đặt vào sát gốc cây. Sau đó hàng ngày tôi tưới ẩm cho cây. Như vậy cây cũng sẽ ra hoa, ra quả thường xuyên. Đây có một quả việt quất nhỏ này.